Thì ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Whyto Sit đây các bạn ạ. Ở cái video trước thì mình đã làm theo thử thách của một bạn, đó chính là cùng khứa do FF vào bên trong đối kháng xếp hạng, chết tâm địch trước 4 ván và chỉ được phép sử dụng one shot để lật kèo. Và cái video đó nó mới chỉ ra mắt có một ngày thôi mà nó đã nhận được tận 3200 like rồi các bạn ạ. Lần này thì mình mới lại khứa roi lại vừa mới nghĩ ra được một cái ý tưởng táo bạo nữa các bạn ạ. Đó chính là vào bên trong run map lớn và gạ tem up để xem coi run bây giờ mới là run ngày xưa nó dễ gạ tem up hay là khó gạ tem up hơn nha. Mình nhớ là cái thời 2019-2020 ấy, kiểu như là hồi đó các bạn chơi game rất là thiện lành luôn nha, gạ tới mức cái được liền luôn. Còn bây giờ hả, nó có thể là nó đi bắn tụt quần luôn các bạn ạ. Bạn nào mà muốn ở video sau mình mới lại khứa roi đổi tên thằng gái đi gạ luôn cho nó chết đấy, thì các bạn hãy nhấn like mặn tay cho cái video này đủ 10.000 like luôn nha các bạn. Và cũng đừng quên là bấm cho mình xin một nút đăng ký kênh để giúp cho kênh của mình có thể đạt được 700.000 người follow sớm nhất có thể nha các bạn. Còn bây giờ thì đi gạ tem up thôi. À đi gà rồi ơi, đi gà rồi. Ơ sao nó không bị gà. Kìa. Đồ xiên nãy dụ tôi anh em ơi. Bé bị lừa rồi. Bao nhiêu lần rồi vẫn bị lừa các bạn ạ. Sao tôi tưởng con đập thiệt luôn á. Bé đúng là con người ngây thơ bị ăn hiếp anh em ơi. Khoan. Từ. Mày. Khai. Bạn ơi. Mình là những người công dân thiện lành bạn ơi. Đây. Coi. Con tôi đây rồi, bạn đừng lo. Ủa nó qua mày, nó qua kìa. Ủa khoan bạn ơi, những người anh em thiện lành ơi, từ đi. Trời từ ơi, nhỏ mắt này quá hay. Tôi muốn làm người thiện cũng khó nữa anh em à. Thằng này nó ác độc với tôi quá mà. Trời luôn. Ê mày ơi, ê, thôi ơi. Hả? Tao mày cần tên là giả, giả gái. Đúng rồi. Giả gái, tên mốt nó mới dễ. Ờ ha. Trời ơi, sao nghĩ cái chuyện này trời ha, ơi. Phải lại rồi. Lại nè. Bây giờ bọn mình sẽ giả gái để đi gạ tem up thế giới các bạn ạ. Chắc chắn luôn, mấy con trai bây giờ nó mê gái đó các bạn ơi. Nên là bây giờ mình sẽ mặc bộ đồ nữ vào đấy. Mình mặc thằng cứ thôi, trận này sẽ đi gạ gái thế giới. Cho bạn này biết thế nào lấy độ. Rồi, thay bộ đồ nào, quyến rũ vào ngon lành nào. Quyến rũ chưa, Trời ơi, nhìn voi kìa anh em ơi, mướp ngùm ngụp luôn em ạ. Không phải bạn, nhìn thằng voi kìa, nhìn nó đẹp quá anh em ơi. Mình hơi lố. Mày nhìn tao được không? Mày nhìn tao dễ thương không? Nào. Dễ thương cute chưa? À, như lõi. À, đù má, nhìn là đổ nha. Ủa bạn ơi, đổ đó. Nhìn là đổ gác. Cơ được. Đổ vào tim anh. À, tao nghe cái gì gác cái mày ơi. Phải đâu, bạn nghe lầm đấy. Nói cho đàng hoàng nha. Cái nhà khá là đông đấy anh em à. Ui, cỡ 5 tem, 5-6 tem luôn anh em à. Mình xin phép các bạn là đầu game ồn bắn nha các bạn ơi. Đúng rồi, đầu game là phải bắn các bạn. Đúng rồi. Căn bản là vì đầu game ấy, bọn nó sẽ rất là hoảng và loạn luôn các bạn ạ. Bọn nó không có chịu gạ đâu. Bọn nó sẽ kiểu như là à, mày có mua súng mày gạ tao, mày đã có súng mày bắn tao cái gì. Không có đâu, mày đã bắn mình ngay các bạn ạ. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Thằng Quang lên đây là cái gì? Mày lên đây là cái gì? Lên này hấp. Mờ đi bé. Tao lên để tao bái lú mà không kịp. Con người. Ở bên đây nè, ngoài đây nè, sắp lá cào ngoài đây nè. Lượng cái đồng 2 cái đó. Sau lưng mày có người kìa, sau lưng có người kìa, sau lưng kìa. Ui. Ngon. Húp gụp luôn mày ơi. Lụm. Mày, lìa rồi. Thơm rồi. Phải bằng chứa cái thế lực, mình phải cho nó biết cái sự giàu có và sự... sự mạnh mẽ của mình, hiểu không? Sự mạnh mẽ của mình. Mình mới gạ được. Trước tiên mình phải cho bọn này nó biết cái con hổ trong người bọn mình. Mình là nghèo rồi, nó không chịu gạ đâu anh em. Ây giời ơi, nghèo bọn nó sẽ kiểu như là bắn nó mày luôn đi chứ mày chả có cái lợi dụng, có cái lợi ích gì cho tao hết, kiểu gì đó anh em ạ. Đúng rồi, kiểu như là nghèo gặp cái thằng kia nó sẽ kiểu là chắc là mày không có đồ, mày không có bắn tao mày gã chứ gì đấy, mới sợ mình. Bây giờ mình phải lấn áp bọn nó thì mình mới lừa tình âm mới liên minh được, thì mình mới liên minh với bọn nó được. Liên minh dữ chưa, tao mày gã là để cóc đầu nó mà. Liên minh để cóc đầu nó mà. Ta điếc mà, mình biệt nổi ta điếc mà. Rồi luôn các bạn ơi. Đi, có xe không? Rồi đi rồi. Tìm xe mình đi gã thằng úp nó nè. Bây giờ mình giàu có rồi đó. Xong tao rồi, rồi ơi, rồi ơi, xong tao rồi, rồi ơi. Đó. Rồi ơi, cứu tao. Gì vậy? Chuyện này các bạn có để ý chứ cái gì khác không các bạn? Cái gì vậy?
ta không mang theo kỹ năng nhân vật. Cái mẹ. Đi thôi đi. Ai 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 nha, mình là Liên Minh nha. Ẩu nha bạn. Dạ dạ. Mình là Liên Minh nha. Mình vừa nghe mới nghe cái câu gì me me. Không. Me dầm xả tắc rất là ngon. À, món mới các bạn ơi, mình dễ tạo à. Bạn tiêu chảy. Bạn này vui nè, bạn. Bạn này đây, 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 nó đây quay ơi. Me dầm xả tắc mỡ làm như kiểu là cơ khí các bạn chế tạo. Có nhà khoa học cái gì vậy? Đây, nó đây. Bạn ơi. Bạn ơi. À! Đây rồi, đây rồi. Đi thôi, đồng đội bạn không? Đồng đội bạn không? Đi đi đi. Mình chưa phải kiếm đồng đội nữa. Phải kiếm đồng đội của bạn ý nữa. Mình ăn luôn một thể, câu hỏi nó kẹt. Đúng rồi. Tôi bán cái tụi mình chết. À. Đúng, không phải đúng mà. Nhưng mà vẫn phải để ý nha, vẫn phải để ý nha, không được tin người nha. Coi chừng nha. Đồng đội ở đâu? Đồng đội ở đâu? Khả năng cao thằng này nó đang dẫn mình về vị trí của đồng đội đấy. Chà vô rồi. Mày biết cái gì không Roi? Cái gì ra? Cái gì mà thả con tép bắt đúng con tôm rồi, đúng rồi, thả con tép nhỏ bắt con tôm hùm bên đây mà. À nó nhường rồi, đâu. Thằng này mê gái ép mày ơi. Thằng này mê gái. Ê, nó chụp đầu tôi luôn nè mày, chụp đầu tôi nè. Trời, sao mày biết đâu cái gì. Con này. Chụp đầu. Tôi chưa thấy đồng đội nó đâu á, có mình nên, có khi có mình nên nó mày ơi. Để chụp đầu nó nha mày. Ừ. À đi. Trời ơi, ấm hụt quá, em mới đánh thục. Bay quá, nó chưa nhận ra. Lộ bây giờ. Chưa nhận ra cái sự qua đĩa của tôi anh em ạ. Hình như là nó đi solo squad hay sao mày ơi. Có khi mày ơi. Thế đi, này. Bây giờ tao sẽ chụp đầu nó nha. Mày cầm cái súng này. Ok. Chụp đầu này. Má thằng này nó cũng đa nghi lắm mày ơi, không dễ dàng. Đa nghi mày, nó chưa có tin mày ơi, đa nghi phết đấy. Nó chưa có tin mày ơi. Mày không được một mình, ủa ai cho nó viên phóng lù. Mày thằng này đa nghi. Tao cho nó viên phóng lù mày ơi. Nhưng mà nó có một mình đó. Ai chà. Tao cho nó viên phóng lù. Quả báo. Anh em nha, mình khuyên các bạn là không nên thực hiện cái này ở nhà đâu nha các bạn. Bởi vì các bạn thực hiện cái này các bạn rất là bị dễ bị quả báo luôn các bạn ạ. Đúng rồi, quả báo giáng lòng tới thôi. Quá trời ơi. Ơi, mày đưa tao cái giác trúng nổ ấy, ở cái ba. Ủa sao bọn này nó đông thế, ơi khoan. Nè, nó chạy đi, chạy đi rồi. Đi. Thôi đớn này kìa. Gã đi. Đây rồi. Ơi, được hai con mồi luôn anh em ơi. Chụp đầu, để tao này. Rồi, một người một mạng nha quay. Đi. Chưa hả? Dạ, mà dịch chuyển qua đây. Đi. Đi bạn ơi, đi. Rồi. Đi nè. Hay, qua đây. Đi. Má không biết nó khôn nữa, chắc nó khôn mày ơi. Ê, mày đứng cầm súng thôi. Mày cầm chảo quật á. Từ, bạn kia đó. Ê, thằng kia luôn. Tao lỡ tay rồi. Để tao. Mày. Bịch đồ mối anh em ơi, bịch đồ mối. Biết cái gì không các bạn? Chết vì gái là cái chết. Thái. Tê, à. Biến hai. Tê giái. Biến thai. Ơ bị sàn, bị sàn lính. Cắt. Cắt đi đoạn này, cắt nha. Mình công nhận là bọn này nó mê gái ác luôn các bạn ạ. Cái phương án đầu tiên của... Cái phương án đầu tiên của mình đó chính là gì ta? Nhìn bộ đồ của tôi là thấy Yamete đó. Đi. Cái phương án đầu tiên của bọn mình đó chính là đi gạ thế giới rồi các bạn ạ. Chứ bọn mình chưa nghĩ đến cái chuyện là gạ gái các bạn ơi. May là có bà Trà My bà đề xuất, bà là con gái nên là bà hay gọi là thấu hiểu tâm can luôn. Đúng rồi. Chuẩn men luôn. Trời, hai thằng mày ơi. Hai thằng từ. Lu ngoài đây mày ơi. Này, nó leo lên nè. Ngoài đây sao mày ơi. Nó chừng nó trên nóc nữa chứ. Được hay nó đáp dù trên nóc mày ạ. Có khi nó được đáp dù trên nóc ấy. Còn gọi là nóc của anh em ạ. À. Khả năng cao là trên nóc của. Ê đây nè. Sao. Đây nè. Ê, bầu trời hai thằng. Từ. Một bé này à, còn thằng kia đâu vậy? Xử lý ra, xử lý. Lắm. Mày lia.
hay rồi. Trời ơi, đẳng cấp, đẳng cấp. Anh em với nhau phải chia ra như vậy. Mày hiểu không quay? Đúng rồi, đúng rồi. Đồ hiểu hiểu chứ, tao hiểu chứ. Tao mà ăn được cái mạng này ngon rồi. À rồi. Tao chia. Rồi chia được cái mạng nó là ngon. Đúng, 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 đúng. Nhưng mà chia hệt mà đúng không? Chia hệt mà. Đúng rồi. Tao sống. Nãy hồi nãy thì chậm tí rồi. Tao tốt mà. Có đâu? Tên gì mày? Tao hiểu người quá rồi. Ủa khó mày ơi, hai này biết gạ không mày này? Ờ, tụi này hung dữ quá, sao gạ giờ không ai? Các bạn ơi, bọn mình sẽ cố gắng gạ hết sức nha. Còn nếu mà bọn này nó mất kiểm soát nữa thì bọn mình sẽ xử lý luôn nha các bạn. Ê, đau quá, hết keo rồi. Tụi này muốn chơi mình luôn mà, chạy đi. Thôi, bỏ. Vô nhà. Em ơi. À, thua. Bọn này bắn ác quá em ơi. Một thằng nè. Hay nè. Ủa, bắn đi qua cỡ xa dữ rồi. Tao lên nha. Đừng có lên, đừng ảo. Trời ơi, trời ơi. Tụi nó đang qua nhau, tụi nó đang qua nhau. Lên được. Ủa, không phải lại chém nhau à? À, hay. Lên đi quay. Từ, để tao. Sau lưng mày có người kìa. Thấy rồi. Từ, cẩn thận. Nó bị bắt rồi. Mày. Mé, tụi đang xuất rồi anh em à. Gì vậy? Cái gì mà phóng ồn chỉ có 29 máu vậy? Trời ơi, cái gì mà phóng ồn 29 máu vậy anh em? Trời ơi. Khốn khổ, 29 máu. Chết rồi. Hay. Ôi, lia. Hay. Ủa trời má, gụ mày không muốn uống gụ phạt đây mà cái lỗ này. Ôi đi cú hình doi lại em ơi. Ôi, ở bên kia nó ăn thính kìa, quên lộn nó ăn nhận thấy vật phẩm kìa mày ơi. Ừ. Lẹ nha, rồi xuống vụ tao liền nha. Rồi. Quan sát đi em. Thôi đi đâu mày ơi, lên. Đi, lái xe đi luôn. Lên đi con lợn. Gì vậy? Đây mình sẽ chở heo, à, mình chở người đẹp chơi nha các bạn. Nhầm, nhầm tí rồi. Đúng rồi. À, chậu này nó qua nè. Ấy, qua anh em ơi. Đây rồi. Tung nó cái nhà, tung nó cái. Khoan, gạ. Gạ gấp. Bắn yếu rồi gạ. Thôi gạ. Đồng đội đến. Ơi. Ôi, mày giờ mày. Ôi, chết rồi. Trời. Bắt thằng mày. Mẹ. Gụ mày không muốn nó gụ phạt. Hay rồi ơi, hay. Để gặp nhìn chưa. Nó còn qua. Mày! Ê chơi! Hay! Trời ơi! Nó nóc rồi! Tao bắn hội viên phóng lụ mà! Rồi! Từ, đợi tao, bắn mũi rồi! Này, đi! Để máu rồi! Ê khoan! Chưa đầy! Chưa đầy! Chưa đầy! Á! Bơm bỏng gì tùm lum ghê vậy? Mày rồi! Để máu rồi! Nó làm gì á? Cạch luôn vậy? Á! Bắn phóng lụ à! Nó bắn FVD mày ơi! Gã đi! Gã đi. Bắn nóc đồng đội nó mới gã được. Thấy rồi. Gã đi. Một thằng yếu nè. Bọn này nó gã vờ mù à. Đây rồi. Đây rồi. Được rồi. Yeah. Có chừng nó giống hồi nãy nha. Rồi, tem up nha. Lên xe đi. Ok. Ok, lên xe. Lên xe nè. Hay. Mẹ, thằng cưới vô nó ác đạn lên em à. Trời ơi. Là thời cơ của mình bộc phát em à. Lên xe quay, lẹ đi. Mẹ, cái con nhỏ kia nó vừa bất đắc dĩ có một tí rồi nó chết lâm sàng luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ôi giời ơi. Kêu vào đi. Ôi. Rồi. Đồ xì nó giật mình luôn mẹ, tao tưởng chấp chết rồi mẹ ơi. Trời ơi, mình cứ tưởng cái pha đấy mình đang xuất rồi các bạn ạ. Ổn mà. Má, địch nó dồn đến luôn mà. Ok. Đi mày ơi. Đi nè. Nghe ngàn ngán tới 1 đi nha. Nam Mô Di Đà Phật cấp 1 đi. Thằng tao này vẫn phải cố gắng gạ một cái tem nào đó. Đúng rồi, phải gạ một tem cuối anh em ạ. Anh em tôi sẽ gạ cái thằng tem cuối nha. À bên dưới đây thằng vừa thấy có đứa mà hòm xong này. Con keo này thấy không? Rồi, thấy rồi. Đi chậm lại, người con xung quanh con xem nó đang ở đâu. Máu đi. Ủa nó bắn nổ UAV. Đây. Nhanh lo. Gạ được không? Một đầu yếu nè, không có gạ được mày ơi, thằng này nguy hiểm quá vậy. Má nó có tem nè, nguy hiểm mày ơi, nguy hiểm. Nó có tem mày ơi. Khó rồi. Má khó cho anh em. Muốn gạ lắm anh em ơi. Gúc. Xe nè. Lên. Gúc. Nó nằm đâu vậy? Nằm lên. Nó quá. Ôi. Mày quá nè, một chiếc xe thoát được đấy. Yên tâm đi, thoát được mà, đây này. Ok. À, giờ sao đi? Chạy xuống dưới đi. Dòng lại gạ tiếp không? Đừng lay quay đây nữa, nó bể xe chạy xuống từ, dưới. Từ. Đây, núp xe đây đi.
gạ tiếp, chơi tiếp luôn. Giấu xe bạn ơi, mình không có ý đồ xấu đâu bạn ơi, mình chỉ muốn tốt thôi bạn ơi, đừng nhiều lắm mày ơi, mình tự bóp hai cái rồi, trời coi kìa, cây cái gì rồi, bực nó rồi ơi, chơi đó, con này hỏi lố tay cây mày ơi. Lỡ tay nữa. Mày lỡ tay cây à? Ơi, tao tính mắt không bắn phụ mày đâu mày ơi. Má, lỡ tay thiệt mà, phải lỡ tay. Tôi cây thằng quay quải, nãy giờ ké tôi nhiều lắm. Trời, thề tao phải lỡ tay mày à. Tao không tính kép mày đâu. Tao sợ bắn mày chết, tao bắn hộ một viên một thôi đấy. Ai dám chết thật. Má, tao buồn quá, tao xì quá anh em ơi. Nhớ lại rồi, hai cái cuối này tao nhường cho mày nè. Hai cái cuối này tao... Hai cái cuối này nhường cho mày nè, rồi nè, nó nè. Tao bóp đi. Để tao cố này, tao cố mày ơi. Vô bò trước đi, tích gì tích. Bò vô rồi bạn ơi. 14 quá kéo. Em mất đi, đừng có bắn nữa. Đúng rồi, mình kết hợp với nhau đi, mình liên minh đi. Mình kết hợp với nhau đi, mình liên minh với nhau để mình có top 1 đi bạn ơi. Bạn ơi, từ thôi bạn ơi, kìa nó muốn qua thằng quay anh em à. Bắn luôn đi rồi ơi, bắn luôn đi rồi. Thôi, đừng quay, chạy vô bò đi quay. Nó khó ác luôn em ơi. Thằng này bắn đau lắm mày ơi, mày cover tao nè. Rồi. Nó mà có động tĩnh gì tao bắn nó liền. Bạn ơi, không vô luôn mà, bạn ơi vô quá cắn răng lắm quá chết luôn á. Ok khả năng cao này chết bo rồi. Ít tụi chỉ nó tính kéo tao mày ơi, muốn kéo thì thằng quay anh em à. Nó bọn mình cố gắng lắm rồi đấy các bạn ạ, không thể nào mà kiểm soát được thằng này rồi, thằng này nó muốn giết mình rồi các bạn mày ạ. Hay rồi ơi, đúng rồi đó, gã thằng cuối cố gắng này. Ok. Má mình ở cái đại hồng thủy này sao nguy cơ lắm quay ơi, nguy cơ xong rồi mày ơi, má nguy cơ rồi. Đây rồi. Cố gắng ra cái bệ phóng lấy à quên ra cái thính lấy bệ phóng nè. Ok, có bệ phóng không? Không biết là cái thằng này nó ở bên trên hay là dưới nước nó cơ các bạn ạ. Nghe rồi, nhà, tao nghĩ nó chơi bên trên cơ, bên trên đi, bên trên cho chắc quay ơi. Bên trên thì nhảy xuống được đúng không? Ừ. Ok mày ơi. Ok, để tao bay lên trên. Lên chưa? Lên đâu? Lên, ui lên vừa cấp một. Ôi trời ơi, đẹp. Cắn nha. Cuối rồi. Sao mày lên là tao lọt. Sao nó lên là tôi rớt dưới với anh em. Rồi luôn anh em ơi. Không sao. Cứ cho anh lọt dưới rồi này. Ha, từ từ á. Để tao mua cái UAV, tao biết bọn này, tao biết thằng này đâu luôn đi. Tôi sẽ lọ vô bờ. Tôi sẽ đi vô bờ luôn anh em à, tôi. À, biết thế mình dùng cái tiền đấy, mình mua cái cái tiền là ngon rồi. Số đã đen mà còn nhỏ nữa. Mà thằng nó có bên trên mày ơi, nó bên dưới rồi. Má nó bên dưới rồi, tôi tới số luôn anh em ơi. Tôi đang lội nè. Bơm máu đi. Trời, quan sát coi nó đâu anh em à. Tôi nghĩ nó trên mấy cái thằng. Đây nè. Chú tao. Rồi, đợi tao với quay. Dạ. Đừng nhau. Gã nó. Thằng này không có giáp mày ơi, tao bắn nó hai viên nó bắn hẹo rồi. Ôi. Mẹ tụi bơ đi, mệt luôn anh em à. Rồi đi. Trên đồi nè. Đợi tao thấy cái bản mặt nó cái. Nó trên đồi mày ơi, hướng S đó mày ơi. Đâu. Thấy rồi. Yếu rồi, gã đi, đừng bắn. Gã như quay. Gã như quay. Biết rồi, tao bắn yếu rồi mà. Tao bắn yếu xìu rồi mà. Nè, lên. Gã. Bạn ơi, Khoan mày ơi, gã tân bo, gã tao mày phi cho lại tân bo. Vì nó bắn đào quá. Tao có nhiều máu. Nó không muốn gạ mày ơi. Nó không muốn gạ, nó làm sói cu lơn mà. Hình như là nó đang cầm cái cây M60. Nó định ném lụ tao nữa kìa. Bạn ơi. Cây vải. Anh em mình ăn em thiệt lành. Ôi. Nghe này, rụ mời, không muốn uống lụ phạt. Nó không muốn uống lụ mời anh em ơi. Cái nào bạn của chú bo à? Đang nào bạn của chú bo bạn ơi, chấp nhận đi, bây giờ bắn không nổi đâu đừng mà. Trời. Thằng này nó láo quá, nó lỗ tay cây. Kệ nó luôn đi, mày ơi, kiếm nó trốn đi, rồi ơi, kệ nó luôn. Tao mày chơi tân bo nó luôn. Tân bo nha. Đường nào nó trả xuống đây, tao còn hai bình máu bự. Trả xuống mà. Đừng có cố chấp đó bạn ơi, xuống đây đi. Nào xuống đây. Ấy kìa, nó gán bắn luôn kìa quay ơi. Ôi bạn ơi. Má, bây giờ tao kéo là nó chết luôn á. Ê mày ơi, lỗ tay cây mày ơi, dí tao nè. Bắt nó đừng. Mày lỗ tay cây. Lỗ tay cây luôn. Yeah! Cuối cùng thì mình mới hoàn thành xong thử thách rồi các bạn ạ. Trời ơi.
vật vã vãi nồi luôn em ạ. Kết thúc của anh em à, anh em nào thấy clip hay á thì nhớ để lại cho Do một like hoặc đăng ký nha anh em. Anh em còn cái thử thách cảm ơn nha anh em ơi, thì anh em hãy để ở dưới bình luận xuống dưới nha anh em ơi, sẽ làm cho anh em xem nhá. Rồi trời ơi trời, bọn mình vật vã cái răn này, cái răn huyền thoại 4 sao này từ lúc 11 giờ đêm các bạn ạ. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Anh em xem clip tôi thì sáng luôn rồi. Nên là các bạn nào mà cảm thấy video này hay á thì đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn nha. Bye bye. Cảm ơn nha các bạn. Bye bye.